Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống tăng trở lại. Với tỷ lệ tăng là 0,26%, giao dịch ở mức 1.792 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.784,52 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.796,13 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm mạnh trở lại với tỷ lệ giảm là 0,32%, hiện tại đang đứng quanh mức 104,331 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 16.700 đô la Mỹ cho một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 3,09%, hiện tại đang ở mức khá cao là 3,701% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ, giao dịch ở mức 75,800 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong phiên giao dịch sáng nay, quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trên thị trường thế giới giảm 13 đô la Mỹ trên một ounce, xuống chỉ còn 1.786 đô la Mỹ trên ounce. Đêm qua theo giờ Việt Nam, trong phiên giao dịch Mỹ kim loại quý này có lúc giảm xuống 1.783 đô la Mỹ trên ounce. Vàng ở mức thấp khiến lực mua xuất hiện. Cụ thể, quỹ đầu tư vàng SPDA Gold Trust đã mua vào 1,73 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ hiện tại đang ở mức 912,14 tấn. Vàng đang cố gắng giữ quanh mức 1.800 đô la Mỹ trên một ounce, tương ứng mức tăng là 11% trong năm 2022. Theo ông Eric Chan, nhà phân tích danh mục đầu tư và là người sáng tạo ra sàn giao dịch khai thác vàng AUAG, ESG được niêm yết tại châu Âu cho biết triển vọng cho năm 2023 có thể chỉ là khởi đầu của một đợt tăng giá mới đối với vàng. Nếu vượt qua mức giá 2.100 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giá 60,25 triệu đồng trên lượng sau khi quy đổi. Nhu cầu vàng của các nhà đầu tư đã yếu đi trong hầu hết năm 2022 khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ nhất trong vòng 40 năm nhằm nỗ lực hạ nhiệt lạm phát đạt mức cao nhất trong vòng 40 năm. Tuy nhiên, thị trường vàng đã thay đổi mối quan tâm của nhà đầu tư khi mà dường như Fed sắp kết thúc chính sách tiền tệ mạnh mẽ của mình. Các ngân hàng trung ương sẽ xoay trục trong việc tăng lãi suất và trở nên ôn hòa hơn trong năm tới. Điều này sẽ kích hoạt một động thái bùng nổ đối với vàng trong nhiều năm tới. Như vậy, với mức giá dự báo như trên sẽ cao hơn hiện tại là 310 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 9 triệu đồng trên lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 66,1 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 66,9 triệu đồng trên lượng. Như vậy là đã giảm 200.000 đồng trên lượng so với đầu giờ sáng hôm qua. Một số doanh nghiệp khác thì điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC về vùng giá sâu hơn là 66,8 triệu đồng trên lượng, như vậy là giảm tới 300.000 đồng trên lượng so với buổi đầu giờ sáng hôm qua. Tương tự thì giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại giao dịch quanh vùng 52,8 triệu đồng trên lượng mua vào và 53,8 triệu đồng trên lượng bán ra, giảm 100.000 đồng trên lượng so với phiên hôm qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.643 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm nhẹ 2 đồng trên 1 đô la Mỹ so với hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì phiên này tăng mạnh, hiện tại đang được mua vào ở mức 23.630 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra ở mức 23.940 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng mạnh tới 120 đồng trên 1 đô la Mỹ so với phiên đầu giờ sáng hôm qua. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cũng tăng khá mạnh, hiện tại đang mua vào ở mức 24.080 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra ở mức 24.180 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng mạnh 80 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung với vàng miếng SJC trong nước thì điều chỉnh tăng trở lại, tuy nhiên mức độ điều chỉnh tăng chỉ là tăng nhẹ, còn với vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn trong xuống giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000.
Pin Di Hồ Chí Minh và pin Di Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000. Doji Hà Nội mua vào 6.600.000, bán ra 6.690.000. Phú Quý SJC mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.611.000, bán ra 6.689.000, tăng 5.000 ở chiều mua, tăng 6.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.610.000, bán ra 6.680.000, giảm 5.000 ở chiều vào và bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.610.000, bán ra 6.680.000, tăng 10.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.560.000, bán ra 6.680.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Ngân hàng Tây Bank Gold mua vào 6.600.000, bán ra 6.690.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000, giảm 10.000 ở chiều vào và bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá, nhưng so với thời điểm buổi sáng ngày hôm nay thì đã quay đầu tăng nhẹ. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000. SJC Huế mua vào 6.617.000, bán ra 6.703.000. SJC Bình Phước mua vào 6.618.000, bán ra 6.702.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.622.000, bán ra 6.705.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.618.000, bán ra 6.702.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì đà giảm nhẹ trong khoảng từ 42 đến 100.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Vào thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.285.000, bán ra 5.385.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.285.000, bán ra 5.395.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.265.000, bán ra 5.345.000. Cùng giảm 10.000 ở chiều vào và chỉ bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.162.1 nghìn, bán ra 5.292.1 nghìn, giảm 9.900 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.824.2 nghìn, bán ra 4.024.2 nghìn, giảm 7.500 ở chiều vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 2.931.4 nghìn, bán ra 3.131.4 nghìn, giảm 5.900 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.044.1 nghìn, bán ra 2.244.1 nghìn, giảm 4.200 ở chiều vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.